chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Với việc phát minh ra loại vũ khí dùng dây đánh bom tự sát, bầu câu dẫn đường cho tên lửa, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã đánh chìm hai tàu chiến của Việt Nam tại đảo Trường Sa lớn. Lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã phát minh ra loại vũ khí mới bằng cách huấn luyện động vật để tránh sự chú ý và gây bất ngờ, như dùng dơi đánh bom tự sát và bồ câu để dẫn đường cho tên lửa nhằm vô hiệu hóa hệ thống radar cảnh báo của đối phương, gây chấn động dư luận. Tại đảo Trường Sa lớn, ngày hôm qua, với việc áp dụng loại vũ khí mới này, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đã đánh chìm hai tàu chiến của hải quân Việt Nam với đàn dơi đánh bom tự sát, khiến giới lãnh đạo quân sự Việt Nam một phen bàn hoàng và choáng váng. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, nhằm gây áp lực cho chính quyền Cộng sản Việt Nam trong việc chấp nhận bầu cử tự do, trao quyền làm chủ cho người dân, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đã thực hiện nhiều cuộc xâm nhập tấn công vào lực lượng quân đội và hải quân Việt Nam. Theo lời của một sĩ quan hậu duệ Việt Nam Cộng hòa cho phóng viên chúng tôi biết, trong bối cảnh các quốc gia đang theo đuổi đầu tư hiện đại hóa quân đội của mình, các nhà phát minh, chuyên gia quân sự của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã nhận thấy tiềm năng của một số loài chim và dơi nên nảy ra ý tưởng về các loại vũ khí khi có sự kết hợp với chúng. Hai trong số các ý tưởng chế tạo vũ khí gây chú ý nhất thời gian qua đó là bơm dơi và tên lửa dẫn đường bằng tim bồ câu. Các ý tưởng bị nhiều người cho là kỳ quặc nhưng bất ngờ nhận được sự chú ý của chính phủ Mỹ. Cũng theo thông tin trên, trong một lần tình cờ lái xe trên đường, một chuyên gia vũ khí của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, anh Vũ Trọng Khanh, vô cùng ấn tượng khi chứng kiến hàng triệu con dơi bay ra khỏi hang động ở tử bang Nevada. Nung nấu ý định chế tạo ra loại vũ khí đặc biệt mà có thể gây bất ngờ cho đối phương. Vũ Trọng Khanh đã bắt đầu lên kế hoạch. Hình ảnh đàn dơi khổng lồ bay khỏi hang lúc này vẫn còn trong tâm trí anh với một ý tưởng lóe lên là tại sao không dùng bông dơi. Tâm đắc với ý tưởng này, anh Khanh bắt đầu tìm hiểu kỹ về loài dơi và phát hiện loài động vật có vú biết bay này không mù như nhiều người lầm tưởng hay một số loài dơi có thể chịu được tải trọng gấp đôi trọng lượng cơ thể chúng. Càng tìm hiểu kỹ anh càng tin rằng lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa có thể sử dụng dơi như một máy bay ném bom tự sát. Quá tâm đắc với ý tưởng này, anh thậm chí còn viết thư gửi Bộ Quốc phòng Mỹ về ý tưởng này. Và may mắn, dưới sự vận động ủng hộ của kỹ sư Dương Nguyệt Ánh, biệt danh Bom Lady, Bộ Quốc phòng Mỹ đồng ý tài trợ cho dự án này. Theo kế hoạch, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa sẽ đưa hàng triệu con dơi gắn bơm cháy được hẹn giờ lên máy bay rồi thả chúng ra tấn công các mục tiêu đã định. Sau đó, anh Vũ Đức Thanh đã trình một bản dự án lên Bộ Quốc Phòng Mỹ với tiêu đề "sử dụng dơi làm vật trung chuyển bơm cháy". Anh mô tả đề xuất của mình rằng sẽ sử dụng một lượng lớn dơi kèm thay bơm cháy hoặc nổ để tấn công đối phương. Những con dơi được thả từ máy bay vào ban đêm. Lý tưởng nhất là ở độ cao lớn. Bơm cháy được hẹn giờ đủ để những con dơi bay xuống thấp và bám vào các mục tiêu. Anh cùng một nhóm các kỹ sư khác bắt tay vào quá trình thử nghiệm và đã thành công. Sau đó anh đã mang theo một vài con dơi và bơm giả tới Washington. Tại đây, ông gây ấn tượng đủ mạnh với lực lượng không quân Mỹ. Kế hoạch xác định tính khả thi của việc sử dụng dơi mang bơm nhằm vào kẻ thù được gọi với các tên dự án từ Lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã cho bắt hàng nghìn con dơi thò đuôi Mexico để phục vụ dự án và thiết kế các quả bơm nhỏ cực mạnh phù hợp với chúng. Quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ máy bay cho lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để vận chuyển đàn dơi. Những con dơi được nhốt trong hộp trước có chế độ làm mát để giữ chúng ở trạng thái ngủ đông. Trong một diễn biến có liên quan. Vào tối ngày 29 tháng 3 vừa qua, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã điều khiển máy bay không người lái chở theo hơn 200 con dơi mang bom. Khi đến gần các mục tiêu ở đảo Trường Sa lớn, các máy bay không người lái được điều khiển từ xa đã thả đàn dơi này ra và chúng đã tìm chính xác mục tiêu là hai tàu chiến HQ-1843 và HQ-1852 của Hải quân Việt Nam đang neo đậu tại đảo Trường Sa lớn. Nhiều tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khi đàn dây được huấn luyện trước đánh bom tự sát bằng những khối thuốc nổ cực mạnh, nhỏ gọn gắn trên người chúng. Hai tàu chiến của Hải quân Việt Nam đã biến thành hai quả cầu lửa và bị nhấn chìm xuống biển, mang theo hơn 100 thủy thủ xấu số làm mồi cho cá. Hải quân Việt Nam lập tức báo động đỏ và đang truy tìm nguyên nhân cho vụ tấn công bất ngờ này, mà hệ thống phòng thủ trên đảo không thể phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Cũng trong lần phát minh lần này, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa được biết còn phát minh ra loại vũ khí với tên lửa dẫn đường bằng chim bồ câu. Thưa quý vị, cũng theo ý tưởng trên, Vũ Trọng Khanh sẽ huấn luyện chim bồ câu dẫn đường cho tên lửa bằng cách dùng mỏ gõ và mục tiêu trên màn hình để điều hướng tên lửa. Được biết, chim bồ câu được chọn vì chúng có tầm nhìn xa và không mất tập trung trong điều kiện hỗn loạn lực lượng hậu duệ việt nam cộng hòa sẽ chế tạo phần mũi tên lửa hình nón đặc biệt có ba ngăn ba màn hình nhỏ với một ống kính chiếu hình ảnh của mục tiêu đã xác định lên mỗi màn hình khi nhận ra mục tiêu trên màn hình những con chim bồ câu sẽ mổ liên tục vào đó khi đó dây cáp được buộc vào đầu mỗi con chim sẽ điều hướng tên lửa cú mổ vào giữa màn hình sẽ khiến tên lửa bay thẳng trong khi những cú mổ lệch làm nghiêng màn hình sẽ khiến tên lửa đổi hướng. Dự án đã được đền đáp khi các thử nghiệm thành công. Những con chim bồ câu mang lại sự tin cậy lớn khi chúng mổ chính xác và không bị hỗn loạn trước âm thanh lớn nơi ở nơi thử nghiệm. Loại vũ khí có vẻ cổ sĩ và uy lực này chắc chắn sẽ được lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Trong một diễn biến liên quan, Trung tá Công an ở Bắc Ninh bị khởi tố tước danh hiệu Công an Nhân dân. Nguyên cán bộ Công an thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Trung tá Vũ Quang Dương, Phó trưởng đồn Công an khu công nghiệp Vi Công an thành phố Từ Sơn. Cùng ngày, Vũ Quang Dương cũng bị công an thành phố Từ Sơn khởi tố, bắt tạm giam về tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Cơ quan chức năng cho biết, quyết định trên đối với Dương là kết quả ban đầu của quá trình điều tra, xác xác minh một số đơn tố giác tội phạm của công dân. Công an thành phố Từ Sơn đang mở rộng điều tra vụ án trên. Trong một diễn biến liên quan, đường đi của cây xanh nhập lậu từ Trung Quốc về trồng ở Hà Nội cây trà là, bàn Đài Loan có nguồn gốc từ Trung Quốc, được doanh nghiệp nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó tạo hóa đơn giả để bán cho thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án nâng khống giá cây xanh trồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời C03 đã đề nghị truy tố 15 bị can với 4 tội danh, trong đó ông Nguyễn Đức Chung cựu Chủ tịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng. Theo kết luận, sau khi được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung đã can thiệp chỉ đạo toàn diện xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu trồng cây xanh tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về sở xây dựng Hà Nội. Ông Trung biết việc lựa chọn nhà thầu trong công tác trồng cây xanh phải thực hiện đấu thầu nên ông chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng tiêu chí tổ chức đấu thầu công tác trồng cây. Tuy nhiên ông lại chỉ đạo miệng cấp dưới đặt hàng trực tiếp với công ty thân quen của mình. Đây là khởi nguồn cho chiến dịch trồng một triệu cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đường đi của cây nhập lậu Theo cáo buộc, khi thực hiện mua cây Tổng giám đốc công ty cây xanh Nguyễn Xuân Hanh đã thông đồng với Nguyễn Tuấn Nghĩa, giám đốc công ty vì nhân dân, doanh nghiệp cung cấp cây. Nhằm rút ruột ngân sách nhà nước, bị can Nghĩa được coi là mắc xích quan trọng trong đường dây khi được giao chuẩn bị một số loại cây như trà là, bàn lá nhỏ để cung ứng theo hợp đồng, xong phải nâng giá cao gấp nhiều lần. Cụ thể, Hoàng Đình Văn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn XNK Hoàng Anh Phát chuyên kinh doanh mua bán cây bóng mát từ năm 2009. Trong số khách hàng của Văn có Nguyễn Tuấn Nghĩa. Tháng 12 năm 2016, Nghĩa có hỏi mua cây trà là bàn Đài Loan của Văn để trồng trên địa bàn Hà Nội. Sau khi thỏa thuận về đơn giá của từng loại cây, thống nhất cách thức vận chuyển, giao nhận cây, Nghĩa nhận cây tại vườn ươm ở Thạch Thất, Hà Nội. Tại thời điểm này, công ty Hoàng Anh Phát chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép kinh doanh cây có bầu đất nên không thể tiến hành nhập khẩu hai loại cây nêu trên về bán cho nghĩa. Để có nguồn cây bán cho nghĩa, Văn sử dụng phần mềm WeChat liên hệ với một người Trung Quốc tên là Lý Tài. Hiện chưa xác định nhân thân và khách hàng thường xuyên mua bán cây với Văn từ nhiều năm trước để trao đổi mua cây trà là và bàn Đài Loan từ Trung Quốc về. Hai bên thống nhất về đơn giá từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi đồng trên cây trà là. Bàn Đài Loan có giá từ 800 000 đến 1 ,6 triệu 6. Tùy thuộc vào kích thước. Sau đó Văn yêu cầu lễ tài thuê phương tiện, tàu hoặc đò vận chuyển cây trái pháp từ thành phố Đông Hưng, Trung Quốc về địa điểm nhà vàng, bến thang trên bờ sông Ca Long thuộc phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Đây là khu vực biên giới giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc để giao cho Hoàng Đình Văn. Ngay sau khi nhận cây, Hoàng Đình Văn trực tiếp thuê xe tải, xe cẩu, công nhân bốc xếp cây từ phương tiện vận chuyển phía Trung Quốc trở về Hà Nội bán cho Nguyễn Tuấn Nghĩa để kiếm lời. Trích xuất dữ liệu từ máy tính thu giữ tại công ty Hoàng Anh Phát từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến ngày 4 tháng 5 năm 2018 xác định Văn đã mua của lĩ tài 2.699 cây trà là với số tiền

ngoài ra trích xuất dữ liệu tại máy tính của bà Lê Thị Huyền Trang kế toán công ty vì Nhân dân thể hiện năm 2017 nghĩa đã mua của Văn 3.554 cây trà là trị giá hơn 17 tỷ đồng 427 cây bàn Đài Loan trị giá hơn 683 triệu năm 2018 nghĩa mua của Văn 1.327 cây bàn Đài Loan trị giá 2,82 tỷ tổng số nghĩa mua cổ Văn trong 2 năm 2017-2018 là 5.308 cây với tổng số tiền là hơn 21 tỷ. Hành vi buôn lậu cây xanh do Văn đạo diễn nghĩa không biết việc này bởi thế sẽ không ba cho rằng không đủ cơ sở kết tội nghĩa về hành vi buôn lậu với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên với việc mua bán hóa đơn khống, nghĩa đã hưởng lời 10 tỷ. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-24 của nga gần 3 mét. Không quân Ukraine tuyên bố các hệ thống tên lửa phòng không nước này đã bắn hạ máy bay ném bom Su-24M của nga. Vào ngày 28 tháng 3, các đơn vị của lực lượng tên lửa phòng không thuộc lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom. Su-24 của Nga. Lực lượng không quân Ukraine thông báo. Không quân Ukraine cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút giờ Kiev ở thành phố Bamert. Nó được xem là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất ở miền đông Ukraine. Sukhoi Su-24 là cường kích ném bom chiến thuật hai chỗ ngồi, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và làm việc cả ngày lẫn đêm. Đây là mẫu máy bay được Nga phát triển để làm đối trọng với máy bay chiến đấu đa nhiệm USAF F-111 của Mỹ. Su-24 của Nga có chiều dài 24m, đạt vận tốc 1.700 km h phụ thuộc vào từng nhiệm vụ, tốc độ và tải trọng. Phạm vi hoạt động hiệu quả của Su-24M nằm trong khoảng từ 600 đến 1.200 km. Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina hôm ngày 29 tháng 3 xác nhận. Nga mất hơn 600 binh sĩ, 7 xe tăng và một số khí tài khác trong 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên. Giới chức Urena cho biết tình hình tại mặt trận Ba Mết đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh quân đội Nga đang khép chặt vòng vây và chặn đứng hầu hết các tuyến đường tiếp viện tới thành phố này. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn kiên quyết bám trụ tại Ba Mết và tuyên bố sẽ không để Ba Mết rơi vào tay Nga. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP được đăng tải hôm ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cảnh báo nếu lực lượng Ukraine không giành chiến thắng trong trận chiến kéo dài ở Ba Mết, Nga có thể bắt đầu tập hợp sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho một thỏa thuận nhằm buộc Ukraine phải thỏa hiệp. Tình báo quốc phòng Anh hôm nay cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner ra khỏi một trong những tuyến đường tiếp tế ở Ba Một trong những thành tựu quan trọng trong các hoạt động gần đây của Ukraine là đẩy lùi các chiến binh của tổ chức Wagner Nga khỏi tuyến đường 0506. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, tuyến đường nhỏ này nối các khu định cư ở Chasikya và gomova đã trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng phòng vệ Ukraine. Tại Ba Mết, giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga tiếp tục diễn ra khốc liệt. Họ, tức lực lượng Nga, cố gắng khiến quân đội của chúng tôi kiệt sức bằng cách tiến hành hết cuộc tấn công này đến cuộc tấn công khác. Sahi Chegevati, người phát ngôn lực lượng miền đông của quân đội Ukraine, cho biết hôm 28 tháng 3. Theo tư lệnh lục quân Ukraine, Oleksandr Siki, nhiệm vụ chính của các đơn vị tại thành phố Ba Mết là tiêu hao lực lượng và gây ra tổn thất lớn nhất về mặt khí tài và đối phương. Ông cho biết thêm, nhờ tận dụng tốt khả năng cơ động và năng lực tác chiến của các loại khí tài, quân đội Ukraine vẫn có thể bám trụ tại Ba Mết. Denis Pusilin, lãnh đạo khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm thông báo hầu hết lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi nhà máy luyện kim ở phía tây Bamut và các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công để kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Trong một diễn biến tiếp theo, Nhật Bản, Philippines, Mỹ tính lập khuôn khổ an ninh chung. Nhật Bản, Philippines và Mỹ có kế hoạch thiết lập một khuôn khổ ba bên với sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng ở khu vực. Eduardo Ano, cố vấn an ninh của Tổng thống Philippines Gerdina Mancos, cho biết các cuộc thảo luận đầu tiên về kế hoạch mới có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 4. Ông Ano xác nhận ông sẵn sàng tham dự cuộc thảo luận mặc dù các thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.